tiếp với Nguyên đi. Làm tới lớp hả? Ừ. Làm gì giờ? Đi ra ngoài đi. Rồi. Cấp vô. Chừng rút nha. Làm lửa trái cà chua ngon quá. Hả? Lửa trái cà chua ngon quá. Ngon hả? Ừ. Rồi. Vậy là cả giờ em không mừng anh ạ, em mới bỏ ăn trốn nên để tới giờ luôn hả? Làm giống thôi. Giống thôi. Trốn mà em á. Trốn luôn hả? Rồi ngày hôm qua anh thấy không? Thôi mới chơi. Anh bỏ em. Thôi. Bỏ chị Mai luôn. Anh bỏ chị Mai luôn hả? Có sợ đâu. Có đầu gì chứ sao anh cướp cái tiền? Thôi mình tỉnh đi. Tỉnh như mình tỉnh. Cái mà là tỉnh là tụi sữa hả? Tôi chịu vậy chứ giờ anh cứ yên tâm xuôi hết trơn, giờ anh có vợ nữa. Âm rất là thương bé Tư luôn á. Rồi. Mấy cậu có đăng cái clip ngày qua lên chưa? Ừ? Mấy cậu có đăng cái clip ngày qua lên chưa? Không biết. Không biết là chưa mấy cậu. Biết chim cá không? Biết. Biết. Dạ trời kêu mà chết luôn á, không được. Dạ hỏi mẹ có trả trung chính không? Ừ, sao? Không biết mẹ không? Có trả trung chính không? Không biết. Thì bởi vì mấy kêu mà hỏi đó. Ừ. Đi đi. Hỏi bởi cái lời sao trời? Đi đi, hỏi đi nữa biết tiền cứu đó. Không cái gì đây. Hả? Dám không không? Tôi không ai. Không biết Nguyên. Không không được, tao biết là buồn á. Còn hung tư người ta dở dở tới cho đó. Hung tư người ta. Tao đọc cái bài nhất bái thiên địa cho mấy chú khán giả xem đi. Hả? Cái bài nhất bái thiên địa vậy đó Nguyên ơi. Nguyên dạy cho đó. Bây giờ làm trăm nước này mình làm nước mới thôi mọi người. Dạ, đọc bài nhất bái thiên địa sao? Nhất bái thiên địa. Nhất bái. Nước bái thiên địa. Nhất bái thiên địa. Ừ. Người đá coi đường. Tôi cũng ra bái. Là ai đó ngủ. Đúng rồi. Đúng rồi hả? Ai dạy cho mày đó à? Cái đó còn có làm sao mà. Cái đó ai dạy à? Thì em làm đó. Có giờ em còn lớn luôn. Sao vậy em hỏi là nè, anh thương em hay là thương bé Tiên? Thương em là thương bé Tiên hả? Ừ. Còn bé Tiên là gì? Thương Nguyên. Thương Nguyên đúng không? Ừ. Gì nữa cái biết này à? Bé Tiên thấy là bé Tiên có thương anh nữa đó. Có thương bé Tiên không? Có đâu. Sao ngày qua gọi tới không cho luôn, nhưng bữa nay ôm tôi à. Ờ. Mình có biết đâu. Có thương gì không hay là thương làm bộ? Nếu ở nhà bé Tiên ở. Ờ, Nguyên hỏi thì trả lời đi. Dạ, bây giờ ông thương em mà anh với em là bạn thôi. Bạn thôi. Anh thương em. Em mới là vợ, anh nói thật luôn. Ờ. Anh nói thật luôn mà, trời. Mấy chú khán giả có hiểu anh nói gì à? Cho ông xin comment nha. Thương bực hơn, bực hơn. Trời. Vẫn thương bé Nguyên. Bé Tiên đủ tuổi mới cưới đúng không? Bé Nguyên giờ 20 tuổi rồi. Thì đó, thì đủ tuổi cưới bé Nguyên rồi. Nhưng mà còn bé Tiên chưa đủ tuổi. Bé Nguyên, bé Tiên là có 18 tuổi rồi. 18 tuổi. 18 hả? Rồi đi hỏi mẹ coi có trả trung chính không? À, đi hỏi mẹ coi trả trung chính không kìa, đang chiên kìa. Đó là trung chính không hả? Đi hỏi mẹ cái gì là mẹ trả lời. Chú vào không? Con người muốn nhúng tay rồi nha. Bữa nay cho hai đứa thử cái. Bé Quyền ta làm diễn nhự kìa. Ta làm được đó. Ừ. Bố Quyền ta được rồi. Kìa, con trai mà nướng tôm. Nãy giờ kìa. Dính mấy cái chỗ này rửa bụi chiên nè. Chảo kia tao chiên đồ ăn nãy mà chưa rửa. Mấy cái chỗ này nè rửa bụi nè. À đó. Mày cứ làm đi. Đó. Anh quậy đúng không? Cái gì? Bước đi lên thôi. À. Quậy gì chưa đó chào. Trời. Có đợi không? Ủa có tỏi nha. Có đợi không? Có tỏi không? Ờ có tỏi chứ không có được không?
Anh để mình Nguyên, em không biết Nguyên hay gì. Ừ đúng rồi. Anh để bên cạnh mà. Hả? Anh để bên cạnh Nguyên hay gì? Đúng rồi, bữa nay mình phải thương với Nguyên. Ngày mai hả Thương? Mỗi ngày mỗi em. Ngày mốt là Thương ơi chị Mai. Rồi làm tình hình gì á? Nhớ mấy người đó không đi tôi đâu, bây giờ ngồi đây câu cổ. Rồi né thằng bên tôi đứng dậy nè. Rồi làm đi. Rồi tôi mở cái chật mã thôi. Hả? Thôi. Thôi. Cái gì vậy? Trời dĩ lên ra. Trời lên. Trời lên. Không. Có mùi về, có mùi tỏi. Có mấy? Có bốn, có ba. Có mấy? Có bốn, có năm. Có hai. Có ba. Có mười. Năm ngón. Năm còn bốn rồi mấy? Wow, học đâu giỏi vậy? Nóng á. Nóng, cái đồng. Chậm chậm đi, để cho bé Tiền ấy, để em ấy nó dằn chúng em đó. Lỡ nhỏ là bé Tiền để hồi chúng em. Bé Tiền quá giỏi nha. Bé Tiền. Ê. Bé Quyên. Hổm gài Thảo với anh quay hoài bởi vì lộn sợ bận hết em. Em biết sao không? Tại vì cô lượm quá trời rồi. Cô nói thì dở rồi. Ừ. Vậy không có được. Dầu không đủ quá. Cho hết cái dầu tao, cái láo đủ hả? Hoặc cô một đống dầu mà chi không đủ thôi chắc cô mấy mai mặc dầu cho ba bữa rồi cô dám bỏ cha ra làm gọi gọi chuyện đó trước đi tao trong mặt tao khỏe tao về cá quá bự rồi đúng không, 1.3 kg lần á, cái chảo không vừa luôn. Mua ăn cho nó ngon chứ gì đâu. Hôm nay cho hai vợ chồng của Lượm ăn cho ngon. À, cái này chiên cá cho bé Quyên nè. Giỡn cái gì, muốn giỡn không? Chụp hình ấy đó mà. Bớt dùm cái đây. Bớt dùm ha. Lấy nó đi nè. Lợi. Vậy đó. Đó là mình có cảm giác được không Quân? Cảm từ dầm. Cái gì? Dầm từ dầm đó. Cái đó không vừa lại hết. Cái gì đó? Nó lộn gì đó? Trời ơi.